Dùng phương tiện ba đẳng trì này mà thành thục các hữu tình. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện lại bạch Phật, Đại Bồ Tát ấy làm thế nào để thể nhập vào ba thứ đẳng trì này, dùng phương tiện thành thục các hữu tình. Phật bảo thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy trụ vào không đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt ngã và ngã sở, rồi dùng sức phương tiện chỉ dạy họ trụ vào không tam ma địa. Đại Bồ Tát ấy trụ vào vô tướng đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt tướng của các pháp, nên dùng sức phương tiện chỉ dạy họ an trụ vào vô tướng tam ma địa. Đại Bồ Tát ấy trụ vào vô nguyện đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt nhiều ham muốn về những an vui, nên dùng phương tiện chỉ dạy họ an trụ vào vô nguyện tam ma địa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo thể nhập vào ba đẳng trì để thành thục các loài hữu tình, tùy theo sở thích của họ mà được lợi ích lớn. Bấy giờ Xá Lợi Từ hỏi cụ thọ thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở trong mộng mà thể nhập vào ba loại đẳng trì này, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng trưởng ích lợi không? Thiện hiện đáp, Đại Bồ Tát khi thức thể nhập vào ba đẳng trì này, thì đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu có tăng trưởng ích lợi. Vậy thì nhập trong mộng kia cũng có tăng trưởng ích lợi. Vì sao? Vì trong lúc thức và mộng đều không khác nhau. Xá Lợi Từ, nếu Đại Bồ Tát khi thức tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nếu Đại Bồ Tát ấy trong mộng mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cũng gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì ba đẳng trì này có thể làm tăng trưởng lợi ích tương ứng như vậy. Xá Lợi Từ hỏi thiện hiện, trong mộng các Đại Bồ Tát tạo nghiệp có tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm không? Phật bảo, các pháp được tạo ra là do hư vọng, nó không thật, là như mộng, thì nghiệp kia làm sao có thể tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm? Vì sao? Vì các nghiệp trong mộng tạo ra chẳng có tăng trưởng ích lợi, chủ yếu khi thức nhớ tưởng lại phân biệt những gì đã tạo ra trong mộng, lúc đó mới có tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm. Thiện hiện hỏi Xá Lợi Từ, có những người lúc thức giết người rồi, sau đó ở trong mộng nhớ tưởng lại phân biệt, tự mình thấy thích thú. Hoặc có người nằm mộng thấy giết người rồi, khi thức sanh lòng vui sướng, với hai nghiệp này ý ông thế nào? Xá Lợi Từ hỏi lại thiện hiện, nếu không có duyên sự, thì cả tư và nghiệp đều không phát sanh. Chủ yếu có sở duyên thì tư nghiệp mới phát sanh, trong mộng duyên vào đâu để sanh tư và nghiệp? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, nếu trong mộng hoặc lúc thức không có duyên sự thì tư và nghiệp không sanh, chủ yếu có duyên sự thì tư nghiệp mới phát sanh. Vì sao? Này Xá Lợi Từ, ở trong sự thấy nghe hay biết các pháp cần phải có giác tuệ, chuyển biến, do đây mà có nhiễm hay có tịnh. Nếu không thấy nghe hay biết các pháp không có giác tuệ chuyển biến thì cũng không có nhiễm tịnh. Do đó, nếu trong mộng hay thức có duyên sự thì tư nghiệp mới phát sanh, còn không có duyên sự thì tư nghiệp không phát sanh. Xá Lợi Từ hỏi thiện hiện, Đức Phật nói tư nghiệp đều lìa tự tánh, vậy sao nói tư và nghiệp có duyên mới sanh, còn không thì không sanh? Thiện hiện đáp, mặc dù tự tánh của tư nghiệp và sở duyên đều là không, nhưng do tâm chấp lấy tướng mà phân biệt, nên nói tư nghiệp có sở duyên mới sanh, còn nếu không có sở duyên thì tư nghiệp không sanh. Xá Lợi Từ hỏi thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở trong mộng mà tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, đem những căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì Đại Bồ Tát ấy có thật hồi hướng Đại Bồ Đề không? Thiện hiện đáp, Bồ Tát Từ Thị đã từ lâu được thọ ký đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, còn một đời nữa nhất định thành Phật, có thể trả lời vấn nạn một cách thông suốt, hiện đang ở trong hội này, hãy thỉnh Ngài để hỏi, Bổ Sứ Từ Tôn nhất định sẽ trả lời. Theo lời thiện hiện nói, Xá Lợi Từ cung kính thỉnh hỏi Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Từ Thị hỏi lại Xá Lợi Từ. Những gì gọi là Từ Thị mà có thể trả lời? Là sắc quần, là thọ tưởng hành thức quần, là không của sắc quần, là không của thọ tưởng hành thức quần, là chân như của sắc quần, là chân như của thọ tưởng hành thức quần, và lại sắc quần không thể trả lời, thọ tưởng hành thức quần cũng không thể trả lời, không của sắc quần không thể trả lời,
không của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thể trả lời, chân như của sắc uẩn không thể trả lời, chân như của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thể trả lời. Vì sao? Vì tôi hoàn toàn không thấy có pháp để trả lời, pháp được trả lời, nơi chốn trả lời, thời gian trả lời và theo đó trả lời cũng đều không thấy. Tôi hoàn toàn không thấy có pháp để ghi nhận, pháp được ghi nhận, nơi chốn ghi nhận, thời gian ghi nhận và theo đó ghi nhận cũng đều không thấy. Vì sao? Này Xá Lợi Từ, do bản tánh của tất cả pháp là không, hoàn toàn không có sở hữu, không hai không khác, nên thành tựu hay hư hoại đều bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Từ lại hỏi Bồ Tát Từ Thị: pháp mà ngài nói là theo sở chứng phải không? Bồ Tát Từ Thị nói: pháp của tôi nói chẳng phải theo sở chứng. Vì sao? Vì các pháp của tôi chứng không thể nói ra. Cụ Thọ Thiện Hiện nói với Xá Lợi Từ: giác tuệ của Đại Bồ Tát Từ Thị rất rộng sâu, đã tu tập thành tựu viên mãn tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa lâu rồi, đã lấy vô sở đắc làm phương tiện có thể trả lời tất cả vấn nạn. Khi ấy, Phật dạy Xá Lợi Từ: ý ông thế nào, ông nhờ pháp này mà thành A-la-hán? Được thấy pháp này là có thể nói hay sao? Xá Lợi Từ bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Xá Lợi Từ: các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tánh của các pháp được chứng cũng như vậy, không thể giảng nói. Này Xá Lợi Từ, đại Bồ Tát ấy không nghĩ, ta nhờ pháp này mà đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đã được thọ ký, đang được thọ ký và sẽ được thọ ký. Không nghĩ, nhờ pháp này ta gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Xá Lợi Từ, đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không sanh nghi ngờ, ta đắc hay không đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chỉ nghĩ như vậy, ta nhất định phải đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xá Lợi Từ, đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe pháp sâu xa, không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ sệt, không thối lui, đối với đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không lo sợ, quyết định tự biết ta sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề theo sở cầu, chuyển diệu pháp luân, độ các loài hữu tình. Bấy giờ Phật bảo cụ Thọ Thiện Hiện: có đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát hành hạ, áo quần rách rưới, vật dụng nằm thiếu thốn, mong muốn của cải đều không như ý. Thế như vậy liền suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu giúp các loài hữu tình xa lìa sang tham, đầy đủ không thiếu thốn. Sau khi suy nghĩ như vậy liền phát nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn.